đừng động đến con tôi. Cầu xin các người tha cho mẹ con tôi. Bà muốn làm gì? Phải còn tươi mới đủ tả. Con của tôi, mấy người các cậu mang chôn cô ta đi. Anh Hồ, anh nhìn xem, đây là bức ảnh đôi rắn cắn đuôi. Trông có quen mắt không? Từ đó trở đi, nơi này trở thành vùng đất ma quỷ. Không ai dám bén mảng tới trong phạm vi trăm dặm. Hình dạng này rất giống băng đỏ mắt ma. Anh Hồ, nếu chúng ta tìm ra một trần vô, chẳng phải sẽ giải được băng đỏ mắt ma trên người các anh sao? Lỡ đây chuyên dùng thai chết làm thành cơm ăn không? Sau đó đổ lấy tiền tài. Gần đây, trong thị trấn thường xuyên có trẻ con mất tích. Có lẽ do cơm ăn thầm đố kỵ với những đứa bé được sinh ra nên đã giết chết chúng. Nào, một hai, tới đây, lão Kim. Nào, làm gì vậy? Giết một tay đi. Một hai ba, cẩn thận. Lão Kim, lát nữa theo sát tôi nhé. Mấy người không được cười lão Kim đâu đấy. Lão Kim nào xuống mộ bao giờ đâu. Lão Kim, anh yên tâm, đợi anh chết anh đéo nào cho anh một cái người to. Cậu im đi. Cái gì vậy? Toàn gan quá đấy. Đây mà làm gan người à? Đây là cảnh ngôn dân bày tỏ sự sùng bái nước khiến dân phi tham thành thế nào? Anh Hồ, Đại Kim nha, tôi không nói sai chứ? Là mộ hiến dân đúng không? Tiếng gì vậy? Anh Hồ, anh đéo, có chuyện gì vậy? Có ma à? Có ma. Anh Hồ, ở đâu cơ? Lão Kim, lão Kim. Có người sợ tôi. Bác Nhất, có bột. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nơi này cứ là lạ. Có lẽ đằng sau vẫn còn một ngôi mộ nữa. Cần phải dùng sức nước để mở lối vào bí mật. Lần này chắc là mộ hiến dương rồi chứ. Từ một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh dạng dập lò huyền quang. Cổng năm ôm dương, khó chọn lựa, sợ vàng, sợ xương, sợ gương mặt. Tôn người đã khuất ở trên cao ông Hồ Bác Nhất. Dương thải tiền, chi đây dương, để giải bệnh là ban đỏ mắt mai, chú ý quấy đầy. Mạo phạm mổ quan tài, tôn người đã khuất là bề trên. Công nay dè, chứng đời người đã khuất. Không hổ thẹn, lấy đồ của người đã khuất. Không trở ngại mẫu quan tài kiên nhiệt nhất quan tài. Cái ông hiến dương này xa qua thật, đến quan tài cũng bằng dặn. Ông hiến dương, lão Hồ, trong này có cuộn sách. Béo, đừng động vào, đây là bẫy ngầm.
Lão Kim, anh Hùng, cứu tôi. Anh Hùng, anh Hùng, anh phải cứu ta Lâm Giới. Đây là thứ gì vậy? Không chịu nhúc nhích chút nào. Đây là khóa của cung siêu hộ, là thách thức của Hiến Dương dành cho kẻ xông vào mộ. Vậy xoay thế nào? Bên trái hay bên phải? Để tôi. Cái này không xoay bừa được đâu. Cửa khép tự có nhìn lớp khóa, ắt trùng theo hình âm dương bát quái. Chấn tử quyết, đất lôi điện, mây mưa mịt mù, kinh hoàng trăm dặm, không muốn độ tế. Bái đồ đi đồng quả tiên bảo là sa cớ. Trong cổ pháp chế có viết, người xưa dùng hai lớp ngọc lưu ly làm mái của nguyệt mộ, ở giữa đổ dầu long quả. Nếu có người xông vào, dầu long quả sẽ chảy xuống thiêu rụi tất cả. Bây giờ lửa đã bắt đầu cháy, thêm một lúc nữa là nơi này sẽ sụp đổ. Anh Hồ, chẳng lẽ không phải quẻ hậu thiên mà là quẻ tiên thiên? Quẻ tiên thiên tôi không muốn chết. Quẻ tiên thiên, tám quẻ giao thoa, tính chuyện quá khứ là thuận, đoán trước tương lai là nghịch. Ngoài cái ba, trong phải bốn. Lão Kim, lại sai rồi. Tôi được làm anh em với các anh một lần coi như không uổng phí. Anh có ý gì hả? Tôi đã sống cho đáng kiếp này rồi. Lão Kim, đừng. Lão Kim, Lão Kim, Lão Kim. Đại Kim gia, tôi không nói sai chứ? Là mộ Hiến Dương đúng không? Tôi đang ở đâu thế này? Sao tôi lại không ra được? Anh Hồ, cứu tới giới. Anh Hồ, anh Hồ, cứu tới giới. Anh Hồ, Lão Kim, đi mau. Lão Kim, đi. Lão Kim, Lão Kim đã chết rồi. Còn sống được mấy ngày, Tham U Dương sắp về rồi. Nói là đã có tin tức mới của Mộc Trần Châu. Cậu cứ nghe tôi, chúng ta thử lại lần nữa đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không xuống mộ nữa. Lão Hồ, sao cậu cứ mắc kẹt trong quá khứ thế? Lão Kim đã chết rồi. Phải, chính tôi hại chết Lão Kim. Cậu nói thế là có ý gì? Vậy tại sao Lão Kim lại chết? Lão Kim chết là để chúng ta được sống. Nếu như chúng ta không đi tìm một Trần Dâu, không xuống mộ thì anh ấy đã không chết. Cậu tự nhìn đi, tự nhìn đi, nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ đi. Hai chúng ta là anh em. Nếu cậu chết, cùng lắm thì Dương Khải tiện tôi đi cùng cậu. Nhưng Tham Mưu Dương thì sao? Cậu từng nghĩ chứ quấy chứ? Cậu nói đi. Cậu đường đường là một môn kim hiệu quý cơ mà. Thế nào, xảy chân một lần đã chịu thua rồi à? Tôi không làm được. Tôi nói cậu nghe, cậu không đi thì tôi tự đi. Tôi mà chết thì cậu đừng hối hận. Thả tôi ra. Chúng mày là ai? Chúng mày biết ông đây là ai không? Có giỏi thì thả tao ra. Chúng mày là ai? Có biết ông đây là ai không? Có giỏi. Đây là nơi chúng tôi cần đến. Lão Hồ, trong này có một cuộn sắt. Anh Hồ, thu dọn sạch sẽ lên đường đi. Không phải vấn đề có lên đường hay không, nơi đó thực sự rất nguy hiểm. Đừng nói là tôi, cho dù rất nhiều người đến đứng lại. Silly, các anh là ai? Cô ấy là Silly Dương. Anh xem, cánh tay còn lại của anh đến rồi này. Chuyến này chúng ta thắng chắc rồi. Xem cái này đi. Cuộn sắt ở đâu ra vậy? Mua về với giá cao đấy. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Các quý ông, chúng ta đang đi trên con đường đến với danh lợi. Hình như cuộn sắt trong quan tài ở miếu thần cây trước kia là cái này. Không dội, cứ xem đã, lát nữa có cơ hội hãm tính. Bình nhìn lên, chín đồng chi vàng nhìn tiền muối.
mỗi một tầng núi là một ải yên tâm. Giữa đất và trời vong hồn mất, tôi dẫn mọi người đi tìm mộ. Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận chính là đây. Cửa ngầm thật sự ở đây. Hình như phải xoay cái này. Cẩn thận. Tôi vô cùng xin lỗi. Anh nhìn đi. Anh chắc chắn chứ? Không. Khốn kiếp. Cứu tôi nhé. Cảm ơn anh xoay hộ tôi nhé. Tôi nói anh biết, sau khi loại trừ mấy cái trước, cái cuối cùng chắc chắn là đúng. Đưa tôi xuống, có tổng cộng 5 cơ hội. Anh có thể chọn sai 4 lần cũng giỏi thật. Tài thật đấy. Mộ Hiến Dương. Mộ Hiến Dương. Cô nghĩ mấy cái bình lọ xung quanh này đựng gì? Trong này chứa hài cốt trẻ sơ sinh. Mang thông. Đây là một tích luyện của mang thông. Mang thông là vật đặc thù ở Đông Nam Bá. Chúng được các pháp sư cao tăng cúng luyện. Những bộ hài cốt ở đây có thể được luyện để chôn cùng Hiến Dư, đưa linh hồn của trẻ sơ sinh đạo thai hoặc chết tiểu dạo, nhốt linh hồn của chúng lại để bản thân điều khiển. Chúng ta không được đắc tội những linh hồn sơ sinh này, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giết chết chính mình. Giết chết chính mình. Đừng nhìn những bức bích họa trên tường nữa. Sẽ gây ra ảo giác đấy. Chile, 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 tỉnh lại đi. Lão Hồ. Khói có độc. Chạy mau. Chạy mau. Quẻ khảm hướng tây, đây chính là đường chết. Chúng ta không thể kết thúc ở đây được. Khảm có nguy hiểm, nhưng cậu diệt dạo ác sẽ thành. Bên này có đường, chạy mau. Cuối cùng cậu cũng tới. Ban nãy không có cậu. Được rồi, nghe lời tôi, theo tôi về đi. Đi đâu? Tôi nói cậu nghe, tên thầy đó bảo rồi, nơi này là mộ Hiến Dương. Chúng ta có thể tìm thấy một trường dỗ ở đây. Chỉ dựa vào một câu nói của hắn mà cậu tin được sao? Không đi về phía trước thì phải chết. Nhóm ba người các anh đã đến đủ rồi, thì dẫn đường cho tử tế đi. Bớt dở trò đi. Trên bản đồ ghi chép, Hồng Nhi đoạt dí, ngũ Phật dấn định, tương ứng là đỉnh sương muối, đầu Phật tìm mạch. Khói độc cuồn cuộn gây ảo giác cho mọi người. Xem ra đây chính là hai câu sao trên bản đồ. Cắt chân chặt xương, tìm lông dò dực. Phía trước rất nguy hiểm. Anh chắc chắn muốn đi tiếp chứ? Chúng ta đã đi xa như vậy, giờ anh lại định nguy lại sao? Đây là bộ bóng đèn đột biến. Gặp nguy hiểm nó sẽ nổ tung.
Mọi người cẩn thận. Những con côn trùng bay này đạn tín hiệu. Các dân chặt xương, tìm lông dò dược. Cậu phải rơi xuống mới có đường sống. Hoàn toàn không đánh lại được. Làm sao đây? Mau lên, chặt đứt dây mây để cậu rơi xuống. Mau lên. Mau lên. Tóm lấy. Giúp một tay đi. Khốn kiếp. Đi mau. Đi. Bám sát vào. Mau lấy thuốc nổ đi. Rõ ràng anh biết phía trước là mộ Hiến Dương. Vì sao lại bỏ cuộc sống trở ra chứ? Vậy vậy thì khác nào đi tự sát. Một Trần Châu có thể giải độc dễ dàng truyền đi. Tôi biết anh buồn vì lão Kim chết. Đã ai từng thấy ai từng thử tôi và béo chứ? Thì anh không buồn sao? Bao nhiêu đồng bào chúng ta mất mạng ở đây, chúng ta còn phải trả giá bằng lão hồ. Nếu hôm nay cậu mà đi thì chúng ta không còn là anh em nữa. Các anh định đi đâu? Anh Hồ, tôi muốn coi anh là anh em. Nhưng anh lại muốn dắt mũi tôi như chó. Vậy không hay lắm gì? Tôi dẫn anh đi chặn đường còn lại. Nhưng anh phải thả họ đi. Khốn nạn. Anh làm gì thế? Anh mau nằm xuống giúp tôi. Bây giờ anh không có tư cách ra điều kiện với tôi. Nếu không tìm thấy lối ra trong vòng 10 phút, nơi này sẽ là mộ của các anh. Đứng dậy. Lão Hồ, trước cuộc là chuyện gì thế này? Máu bọ bóng đen làm nhiễm trùng vết thương, đi vào thần kinh não thông qua máu. Vậy nên họ mới đột biến. Không đánh chết chúng được à? Lão Hồ, bao nghĩ cách đi. Tạng thổ trong ngũ hành yến với lá lách, chỉ riêng lá lách của rồng là có xương. Đánh nhảy khúc xương rồng thứ 10 là có thể tìm thấy lối ra. Có cửa. Silly, chạy. Mau lên. Mau lên. Đi mau. Nơi này chính là điện chính của Hiến Dương. Theo như cuộn sách này chỉ dẫn, cố tổng tán lại chặt xương, đằng sau còn có giải thích quy linh diêm đỉnh tầm thiên. Chỉ nơi này có lẽ không phải mộ của Hiến Dương. Đừng động vào quan tài. Trời ơi, đây rốt cuộc là thứ gì mà mạnh thế? Đây là kỳ nhông coi, một loại sinh vật tiền sử cực kỳ hung tàn.
Béo, béo, lão Hồ. Lão Hồ, Khải Tuyền, lão Hồ, Khải Tuyền, Khải Tuyền, lão Hồ. Tìm con kỳ nhân đó làm gì? Quan tài mới là quan trọng. Anh còn cử động nữa, tôi sẽ cho ba kẻ các người đi dọc thượng đế cả thảy ngay. Lão Hồ, bấm đi, bấm tiếp tôi đi. Không có tôi, anh vĩnh viễn đừng hòng tìm được mối. Giả chiếc Quy Linh, Diêm Đỉnh Đầm Thiên, sao việc của nó ở phía trên? Chắc chắn có đường lên trên, chắc chắn có. Nơi này chính là lăng mộ của Hiến Dương thực sự. Xác khô này chắc chắn là vợ của Hiến Dương. Một biết cô quá xinh đẹp. Đi sao? Thả lỏng đi. Một kim liệu quyết sẽ xử lý hết thảy. Bác nhất. Lão Hồ, tôi hại chết lão Kim rồi. Tôi hại chết cả bén rồi. Tôi đúng là đồ vô dụng. Không hổ là mua kim hiệu ý. Ngay cả con kỳ nhung Cosmix này cũng xử được. Nơi này chính là lăng mộ của Hiến Dương thực sự. Các người đã trả được mối thù này rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể mở quan tài rồi. Tôi nhất định sẽ tìm được một Trần Châu. Đưa cô ra ngoài. Nhóm ba người hợp lại thì sống, tách ra thì chết. Đây là nguyên tắc tổ nghề đặt ra. Không có Dương Khải Truyền tôi thì hai người có mở được quan tài này không? Béo, béo, lão Hồ, bạn tôi lớn chứ. Béo, được rồi, lão Hồ, béo. Thứ kia không làm tôi chết được mà lại điểm đến người ôm nhà thở thì thiệt quá rồi. Tôi còn tưởng anh chết được cơ, cô tưởng gì cơ. Tôi nói cô nghe, tên Diêm Dương kia không có gan nhận tôi, biết chưa? May mà con này có thói quen tích trữ đồ ăn. Nông thằng béo này ra. May mà tôi dặm dở khỏe mạnh. Chỉ là người khác thì bị tiêu quá hết từ lâu rồi. Vậy thì mạng chó của anh lớn thật đấy. Đông đủ rồi, làm đi. Từ một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh dạng dập là nguyên quan. Cổng âm ôm dương, khó chọn lựa. Sờ giang, sờ cốt, sờ gương mặt dương. Mạo phạm mẫu quan tài, con người đã khuất là bề trơn, không nay về. Kính nợ người đã khuất, không hổ thẹn lấy đồ của người đã khuất, không trở ngại mở quan tài. Đưa một Trần Châu cho tôi. Anh thả lão ba ra trước cho tôi. Các người không có tư cách đàm phán với tôi. Chúng ta trao đổi đi. Tôi đưa viên ngọc cho anh. Anh thả người ra. Được.
tướng Bộc Phượng Hoàng, biết bằng trùng sinh. Lão bà qua đây, các người muốn sống còn tôi muốn trường sinh. Lão ba, ông làm gì vậy? Điên rồi à? Tôi đúng là một bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng sẽ chết. Miếu thần cây chính là nơi tôi buôn bán nội tạng, kéo dài mạng sống. Để không ai biết, tôi lan truyền truyền thuyết về cơ mang thông, để con người không dám lại rừng. Nhưng tôi không ngờ các người lại dám vọng miếu thần. Bởi vì các người xâm nhập nên tôi mới bất ngờ biết được sự tồn tại của Mộc Trần Châu. Mặc dù có thể thay cơ quan bị loại tử, nhưng cuối cùng con người vẫn phải chết. Nhưng Mộc Trần Châu thì khác, nó có thể khiến con người sống mãi. Nhờ vậy tôi cũng thấy được hy vọng. Trên đời này không hề có cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Tôi đã lấy được rồi, không thử làm sao biết được. Lão Hổ, Silly, Thúy Kỳ lại tới rồi. Nên Silly, Silly, Silly. Nắm chặt vào. Tôi không sao. Mộc Trần Châu ở chỗ tôi. Nắm chắc đấy, Silly. Là bàn tròn giống lão Kim lần trước sao? Silly, anh Hồ, con người không thể cứ sợ hãi như thế. Tôi tin anh. Đúng là ngoại chứng rồi, nhưng xoay thế nào cũng sai. Mọi người tin tôi không? Tôi tin anh. Lão Hồ, tôi cũng nếu đã không thấy hình dạng, vậy tức là trống rỗng không có vật gì. Lão Hồ, tôi đã bảo cậu làm được mà. Mộc Trần Châu, Lão Hồ, bé, Lão Hồ, chúng ta được cứu rồi, Lão Hồ, chúng ta được cứu rồi, Lão Hồ. Nếu sau này tôi có con trai, cháu trai, tôi phải nói cho chúng nó biết ông Dương Khải Tuyền giỏi cỡ nào, dũng cảm chiến đấu với quái vật lớn. Sao quanh lại nhà đi vậy? Gì cơ? Sao băng đỏ mắt mà quanh lại nhà đi? Tôi xem nào. Cậu không bị trúng băng đỏ mắt mà. Rõ ràng lúc tôi mua, người ta nói với tôi là thứ này chống nước, sao nó lại bị phai được chứ? Cô xem đó, cả hai người đều trúng độc. Tôi không thể cho mắt nhìn hai người chết được. Cô nói xem nếu hai người mà chết thật thì tôi phải làm sao? Nhưng mà nói ra thì nếu tôi trúng độc thật cũng không phải lo lắng. Lão Hồ, đừng lừa bọn tôi này. Lừa bọn tôi?